Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Mường Lây sẵn sàng các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thêm một công trình mang tên Thanh niên ở Mường Lây. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020 sẽ diễn ra. Ngoài việc tăng cường ôn tập cho học sinh khối lớp 12, trường trung học phổ thông thị xã Mường Lây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi này, ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Năm học này, tại điểm thi trường trung học phổ thông thị xã Mường Lây có 8 phòng thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, số lượng phòng thi phục vụ cho kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng. Kỳ thi năm nay, trường trung học phổ thông thị xã có tổng số 161 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh giáo dục phổ thông là 154 và 7 thí sinh tự do. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay, thời gian các em phải nghỉ học kéo dài, chương trình học phải điều chỉnh, tinh gọn lại. Học sinh phải tăng cường ôn tập, áp lực hơn so với những năm trước. Song, nhà trường đã thực hiện đúng nội dung giảng dạy theo tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục và tổ chức các đợt thi thử để các em học sinh lớp 12 được làm quen với phương pháp, kỹ năng làm bài và tâm lý trong phòng thi. Từ kết quả thi thử sẽ là căn cứ quan trọng để giáo viên và học sinh tiếp tục điều chỉnh kế hoạch ôn luyện, phấn đấu mục tiêu 97% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong năm học 2019-2020 do dịch Covid nên là chương trình trung học phổ thông của các em, nhất là học sinh lớp 12 bị gián đoạn một thời gian dài. Nhưng cái sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục thì nhà trường đã thực hiện, chỉ đạo giáo viên thực hiện. Do đó chương trình của học sinh lớp 12 có nội dung giảm tải, dẫn đến cái đề cương ôn thi của các em cũng được giảm tải theo nội dung đó. Thứ hai, nhà trường đã giám sát và kiểm tra công tác dạy học của ôn thi, dạy học của học sinh cũng như ôn thi của giáo viên, xem nội dung với chương trình có khớp nhau. Việc thứ ba là đối với học sinh có nguy cơ và nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, nhà trường đã bố trí thêm các buổi dạy học để các em nắm chắc được chương trình. Đến thời điểm hiện nay, trường trung học phổ thông thị xã đã hoàn thành việc hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng, làm hồ sơ dự thi, tiến hành việc thu hồ sơ và đăng nhập dữ liệu vào hệ thống. Nhờ có kế hoạch thu nhận và nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông năm 2020 sớm, bài bản và khoa học hơn, nên đến nay, trường trung học phổ thông thị xã đã cơ bản hoàn tất khâu nhập dữ liệu của học sinh vào phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ kiểm tra những gì các học sinh khai báo trong hồ sơ đăng ký dự thi, cán bộ, giáo viên của nhà trường còn tìm hiểu, xác minh và kiểm tra kỹ lưỡng từng bộ hồ sơ xem học sinh của mình đã khai báo đầy đủ và đúng hết chưa, nhất là các chế độ ưu tiên. Đối với những trường hợp sai sót trong hồ sơ, cán bộ giáo viên đã kịp thời hướng dẫn học sinh bổ sung để các em không bị mất quyền lợi khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại đơn vị trường trung học phổ thông thị xã Mường Lây năm 2020 là 161 em, trong đó là có 7 em học sinh là thí sinh tự do và 154 em học sinh là đang học hiện tại tại trường trung học phổ thông thị xã Mường Lây. Và về hồ sơ thì cho đến thời điểm này nhà trường đã tiến hành kiểm tra rà soát lần thứ 3 và các thông tin sai sót thì đã được điều chỉnh và lập tờ trình gửi Sở Giáo dục đề nghị điều chỉnh thông tin của các em thí sinh. Cho đến thời điểm này thì 161 trên 161 em học sinh là đủ điều kiện tham gia dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và các thông tin của các em là đến thời điểm này là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo những quy định về phòng thi, đảm bảo các yếu tố về ánh sáng, hệ thống quạt, bàn ghế, chuẩn bị sẵn sàng phòng bảo quản đề thi, bài thi có camera giám sát, tủ khóa theo quy định, chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, con người, các phương án đảm bảo an ninh trật tự để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Đồng thời, tại điểm thi, nhà trường cũng đã chuẩn bị phòng chờ và thực hiện đúng các quy định của phòng chờ khi thí sinh dự thi các bài thi tổ hợp. Theo
Ủy ban nhân dân tỉnh thì trường Trung học thị xã Mường Lây là một điểm thi độc lập nên là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của nhà trường đến giờ đã đáp ứng mọi đủ nhu cầu để tổ chức cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ nhất, nhà trường đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã về việc xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức ban ngành trong công tác tổ chức trên địa bàn thị xã Mường Lây. Thứ hai là cơ sở vật chất nhà trường đã được đáp ứng đủ đầu tư vào để đảm bảo cái việc tổ chức cho kỳ thi. Ba là cái công tác cử cán bộ giáo viên, công nhân viên phục vụ trong các ngày thi, nhà trường đã có kế hoạch xây dựng để đảm bảo cho kỳ thi sắp tới. Trong số các thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông năm nay, tại điểm thi thị xã Mường Lây, thì nhóm đối tượng dự thi với mục đích tốt nghiệp Trung học phổ thông và không lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tăng hơn hẳn so với các năm trước, với trên 42%. Các thí sinh thuộc nhóm này xác định học trung cấp và các trường nghề sau khi tốt nghiệp. Đây là xu hướng tích cực trong việc phân luồng thí sinh, giúp các em xác định mục tiêu rõ ràng trước khi dự thi, góp phần giảm tải áp lực cho việc tuyển sinh ở các trường đại học, cao đẳng. Đến thời điểm hiện tại, về cơ sở vật chất, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, tại điểm thi thị xã đã hoàn tất, các thủ tục liên quan đến công tác thi tốt nghiệp cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với đó, các ban, ngành liên quan như điện lực, y tế, công an cũng đang vào cuộc tích cực để phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho kỳ thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều chương trình về bảo vệ môi trường với các hoạt động ý nghĩa đang được tuổi trẻ Mường Lây hưởng ứng mạnh mẽ. Đặc biệt, bằng những hành động cụ thể, những mô hình thiết thực, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích đi đầu, là những hạt nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa, xây dựng thị xã ngày càng sạch đẹp. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày cuối tháng 7, tháng tri ân, khu hành chính của thị xã Mường Lây được trang hoàng rực rỡ hơn bởi công trình con đường hoa từ rác thải nhựa của tuổi trẻ Mường Lây đang được các đoàn viên thanh niên gấp rút hoàn thành. Không quản ngại dưới cái nắng chói chang, họ phân chia thành từng nhóm nhỏ để cắm 1.400 bông hoa được làm từ rác thải nhựa, tạo thành những bồn hoa rực rỡ sắc màu, làm đẹp cảnh quan môi trường tại khu trung tâm của thị xã. Tạo được dấu ấn ở địa phương khi sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, sắp được tổ chức và góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp tại cộng đồng dân cư. Ban thường vụ thị đoàn cũng đã nung nấu ý định từ đầu năm và cũng đã triển khai cái công trình thanh niên nói không với rác thải nhựa với chủ đề đó là con đường hoa nhựa tại khu vực đường đôi trung tâm hội nghị và trụ sở làm việc của thị xã. Thì với tinh thần tình nguyện xung kích và đặc biệt là trong vấn đề phòng chống rác thải nhựa, một trong những vấn đề đang rất nóng của toàn cầu, con đường hoa này thì đã huy động tất cả mọi lực lượng từ đoàn viên thanh niên và thiếu nhi để tham gia. Thì theo tinh thần đó là bên ban thường vụ thị đoàn chỉ đạo đó là khoảng 14.000 bông hoa nhựa để cắm trên hệ thống công trình này. Chủ đề chung tay chống rác thải nhựa, công trình con đường hoa được ban thường vụ thị đoàn Mường Lây phát động rộng rãi tới các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc, hội liên hiệp thanh niên, hội đồng đội các xã, phường. Từ hoạt động này đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn hưởng ứng tham gia, nhất là ở các liên đội trường học. Chỉ vài thao tác nhỏ từ các sản phẩm nhựa tưởng chừng bỏ đi, nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh biết sáng tạo để làm thành những sản phẩm hữu ích, đẹp mắt. Những chiếc chai nhựa được cắt tỉa gọn gàng, tạo thành lá và bông hoa, cho thấy được cách làm ra những bông hoa nhựa không quá khó, chỉ cần tỉ mỉ và khéo léo, thêm một chút sắc màu là chúng trở thành vật trang trí hữu ích. Học sinh trong chi đoàn tận dụng những cái chai nhựa đã qua sử dụng và để làm thành những cái bông hoa như ngày hôm nay. Thì chi đoàn sau khi huy động các em học sinh cùng các đoàn viên tiến hành làm những cái bông hoa bằng những cái chai nhựa thì đã lộp về cho chi đoàn, thì chúng tôi đã tiến hành sơn những cái bông hoa để được những cái bông hoa như ngày hôm nay để làm cái công trình cái con đường hoa. Chúng tôi đã làm được 850 bông hoa để nộp về bên ban thường vụ thị đoàn.
Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ và với mạng lưới rộng khắp của tổ chức đoàn thanh niên, nên sau 2 tháng phát động triển khai, xây dựng công trình thanh niên cấp thị đã có 1.400 bông hoa bằng nhựa, màu sắc đa dạng, đã được tập kết về thị đoàn Mường Lây để triển khai làm con đường hoa từ rác thải nhựa hoàn chỉnh. Với sức trẻ, sự sáng tạo, lòng nhiệt tình, với trái tim nóng ấp ủ khát vọng cống hiến, các đoàn viên thanh niên của thị xã đã và đang là lực lượng xung kích giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và luôn là những hạt nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa. Qua phong trào, không chỉ giúp tuổi trẻ Mường Lây nâng cao ý thức và có những hành động tích cực tới môi trường mà còn được trải nghiệm và đóng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường để môi trường xung quanh mình luôn sạch đẹp. Làm một bông hoa như này thì bọn cháu cần phải là lấy những chai nhựa đã qua sử dụng để làm, và sau đó là cháu là có cắt tỉa thành những bông hoa, rồi tạo thành hoa. Khi đó là chúng cháu dùng dây thép để làm thành cành, và một số những mảnh nhựa còn dư thì là cháu làm lá. Khi những rác thải nhựa này ra ngoài trường thì khi đốt thì là sẽ gây ra nhiều khí độc dẫn đến ô nhiễm môi trường. Thì là chúng cháu thấy làm như thế này thì là giúp cho môi trường chống được những tác hại xấu. Bằng các hành động thiết thực từ những chiếc chai nhựa đã bỏ đi, không còn giá trị sử dụng, thay vì chôn, lấp hay đốt, thì chúng được thổi hồn tạo ra bông hoa có tính thẩm mỹ qua sự khéo léo của đoàn viên thanh niên ở địa phương. Công trình con đường hoa từ rác thải nhựa được hình thành không chỉ đem lại lợi ích về mặt trang trí mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Đó là tâm huyết và sự sáng tạo của thanh niên Mường Lây vì một môi trường trong lành, phát triển bền vững, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường sống. Bởi vậy, mỗi đoàn viên thanh niên phải gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, gương mẫu thực hiện việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn, sử dụng các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, cũng như cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện chống rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày, giúp người dân xây dựng các thói quen, hạn chế và dần dần không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với tổ chức cho đoàn viên thanh niên vệ sinh khu vực trung tâm nhằm tạo mỹ quan sạch đẹp cho thị xã, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của rác thải nhựa đối với thiên nhiên và đời sống con người. Thêm một bông hoa, bớt một túi rác, đi trên đoạn đường đầy hoa rực rỡ sắc màu, chúng ta cảm nhận sâu sắc. Tuổi trẻ ở đây không chỉ làm đẹp cho mình mà còn làm đẹp cho cả quê hương. Từ một việc làm nhỏ mang ý nghĩa và hiệu quả lớn, hy vọng mô hình biến rác thải thành đường hoa sẽ trở thành phong trào, thực sự lan tỏa vào cuộc sống, góp phần tích cực để xây dựng Mường Lây ngày thêm sạch đẹp. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.